Em bị viêm họng mạn tính, đi vì lại lâu hết. Em có người hỏi bảo là khuyên là đi kiểm tra xem có bị viêm dạ dày trong thực quản không. Cái này bạn có bạn nào bạn ấy khuyên chắc là bạn cũng có chuyên môn đấy nhé. Hoặc là ít nhất là bạn cũng bị như vậy, bạn khuyên bạn như vậy là đúng. Nhiều người, rất là nhiều người mà khi mà bị đau họng, cái đầu tiên chúng ta suy nghĩ, có thể tối trước uống rượu, cho nên chúng ta suy nghĩ là có thể là quang làm bữa cay đồ nhiều quá để nó gây tình trạng đau họng, thì đương nhiên ra uống thuốc kháng sinh, mua thuốc kháng sinh hoặc là đi ra kiểm tra thì còn ngon, ra mẹ mua ngay liệu thuốc làm ngay tí kháng sinh kháng viêm giảm phù lè uống phát tỉ, vài ngày sau lại làm bùng phát lại viêm họng lại ra làm tỉ, tuần sau bị nữa lại ra uống giảm chậm, tháng sau lại bị nữa ra uống lại càng chậm. Đấy, xong thời gian nữa bị lại nữa thì uống cứ dài mãi không khỏi họng. Bắt đầu bố mày mới té ngửa ra xem bị cái gì. Khi bị viêm họng hoặc là bị tái đi tái lại trong thời gian ngắn thì các anh chị phải suy nghĩ đấy là có thể có hai trường hợp xảy ra, một là có nhiễm một cái khuẩn nào đó ở tại họng thì kiểm tra kỹ, soi nội tiết, kiểm tra hết sức cẩn thận. Hai nữa là kiểm tra những cái dấu hiệu liên quan, đó là dư axit trong dạ dày thực quản. Vì cái dư axit trong dạ dày thực quản ấy đã có tổn thương ở gan và gây dư axit trong dạ dày thực quản rồi, nhưng ngược lại thì nó không đau ở trong bụng, vì nó chỉ có dư lên, dư nó đang đầy lên, nó đau ở trong bụng đâu, không đau ở trong dạ dày đâu. Khi mà đi ra bác sĩ dược sĩ hỏi, ra dược sĩ hỏi anh có bị đau dạ dày không, đúng không, tôi có đau dạ dày không, kháng sinh giảm phù lè, nhiều người bị đi lại nhiều quá lấy thêm cả cái methylprednisolone nữa quánh vào cho nó nhanh, càng tổn thương gan và càng tổn thương gan như thế thì càng phá vào cái dạ dày. Đến một ngày nào đó kháng sinh 2-3 tuần thậm chí cả tháng không khỏi, bắt đầu mới té ngửa ra đi kiểm tra thì có dư axit trong dạ dày thực quản nhưng viêm rất nhẹ. Nhưng cái quan trọng nhất ở gốc ở trên là cái gan nó đã bị tổn thương rất nhiều do cả một quá trình thời gian trị dùng kháng sinh. Cho nên khi viêm họng các anh chị phải hết sức cẩn thận. Nếu mà nó chỉ đơn giản thì mấy cái cây cỏ đã dùng, ví dụ như chanh, kha tử, hoa hồng, bạch, mật ong, lao một chút nó rỡ. Nhưng có dấu hiệu hiệu ta như thế lại phải kiểm tra ngay lập tức xem có bị dư axit trong dạ dày thực quản không. Và cái việc dùng kháng sinh mà không hiểu vấn đề thì chính là nó tạo thành cái vòng xoáy bệnh lý càng ngày càng mạnh. Và đến một ngày nào đó phát hiện ra thì cái dạ dày đó đã bị tổn thương tương đối rồi, thì lúc đấy điều trị rất chậm nhé. Cho nên với viêm họng anh chị hết sức cẩn thận với các bệnh trào ngược. Xin chào.